Quảng Bình Trương Hùng Cường lái xe 16 chỗ đi chặn đường, dùng dao cướp 200.000 đồng của người buôn gà. Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh Trần Tuấn ngày 1 tháng 3, Công an huyện Minh Hóa cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý Cường, 31 tuổi, trú xã Hóa Tiến về hành vi cướp tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy. Đêm 28 tháng 2, Cường điều khiển xe 16 chỗ dừng bên đường liên thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến chặn chiếc ô tô chở gà của anh Trần Bảo Sa, yêu cầu tài xế đưa tiền. Khi anh Sa từ chối, Cường giơ dao dài khoảng 40cm dọa chém. Anh Sa không dám chống cự, phải làm theo yêu cầu. Hành vi nhận tiền của Cường bị công an bắt quả tang. Khám xét xe của Cường, nhà chức trách thu 2 viên ma túy tổng hợp. Cơ quan công an cho biết, thời gian qua nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản đã xảy trên địa bàn, Cường bị tình nghi là thủ phạm. Let's Bluff Us, Oi.